mình sẽ có ở mặt mặt trước đây các bạn nhìn thấy này, thì nó sẽ có là mỗi tòa là 4 căn shop house, tổng số là mình sẽ có 8 căn shop house. Phần còn lại là mình sẽ dành cho là khu vực để xe, cộng với sẽ có một cái nhà tòa, một cái phòng sinh hoạt cộng đồng chung. Theo luật bây giờ thì căn hộ chung cư mình phải có cái phòng sinh hoạt cộng đồng chung đó. Cái hồ bơi thì mình sẽ không nhìn thấy ở trên thực tế này, thì mình phải vòng ra phía sau. Tuy nhiên thì mình sẽ có hai block như này, để giống như này, để giống như mình để đây các bạn. Thì hồ bơi nó sẽ ở giữa này ha, hồ bơi rồi khu vui chơi của trẻ em thì nó sẽ ở giữa. Dạ. Thì cái tòa căn hộ ở cái căn hộ ở của mình á, thì sẽ là từ tầng 3 lên đến tầng 21. Thì mình sẽ có thêm một số căn penthouse nữa. Ở đây làm theo cái thiết kế kiểu giật cấp, cho nên là cái penthouse á nó sẽ rất là đẹp luôn. Cái này nó sẽ không thấy. Nó sẽ không thấy được. Nhưng mà nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thì hầu như các căn hộ condo ở đây thì đã có chủ sở hữu rồi. Hiện tại thì chỉ có một số suất nội bộ chủ đầu tư thôi. Về cái thiết kế thì mình sẽ có là căn một phòng ngủ, thì diện tích khoảng là 450, khoảng 50 mét vuông ha. Một phòng ngủ cộng. Tức là mình có thể một cái phòng mà để mở gợi ý cho mình thích làm phòng ngủ cũng được, mà mình không thích làm phòng ngủ cũng được ha. Và căn 2 phòng ngủ thì mình sẽ có hai loại, là căn 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh. Đối với 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh thì mình chỉ có ở góc thôi. Đó. Còn lại các căn 2 phòng ngủ khác là căn 2 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh. Với cái thiết kế của công ty Maiichi, cũng là một cái công ty thiết kế rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Họ thiết kế cực kỳ là ưu điểm luôn. Đối với căn hộ Conic thì hầu như 99% khách vào thì rất là khen về cái thiết kế. Mình vừa có ban công, mình vừa có lô ra, cộng với tất cả các phòng của mình thì đều có cửa sổ thoáng, lấy được thoáng, lấy được sáng. Cứ hai nhà cạnh nhau thì hai cái lô ra gần như là nó cạnh nhau á, thì nó sẽ lấy được cái gió vào á, và cái thoáng. Đó, cái view của nó cũng rất là đẹp luôn. Giống như cái mặt sau này của mình thì mình có thể view về khu làng đại học, khu Nguyễn Văn Linh. Còn các cái mặt view đằng trước của nó thì nó có thể view về khu quận 1, quận 5, quận 6, quận Tân Bình luôn. Ở đây á, các khách hàng chia sẻ là những khách hàng trên tầng 10-15 của cái căn Conic Garden này thì hầu như là không phải sử dụng điện nhiều các bạn ạ. Nó rất là tiết kiệm năng lượng. Rõ ràng bây giờ mình là 1 giờ trưa đúng không, nhưng mà gió rất là mát luôn. Cho nên nếu mà ở trên cao thì gần như mình không phải sử dụng năng lượng nhiều. Và ở đó là mình view được cái khu vực sân bay ấy. Tức là ở đây là không phải đi đâu hết mà mình có thể ngắm bắn pháo hoa toàn thành phố luôn. Đó, nhìn thấy máy bay bay lên hạ xuống. Đó. Thì nói chung Conic Riverside hiện tại thì sản phẩm không còn nhiều. Nếu mà quý anh chị và các bạn muốn quan tâm thì có thể là mình inbox gấp để mình lấy hàng chủ tư, hoặc là mình chỉ có thể mua lại thôi. Xin cảm ơn.